hàng tỷ đồng của người dân vùng cao bỗng dưng bốc hơi khi gửi tiết kiệm bưu điện, bưu điện phủi bay trách nhiệm với khách hàng. Phản ánh đến báo chí, chị Hát trú tại Sơn La bức xúc khi 350 triệu đồng của gia đình bỗng nhiên bốc hơi sau khi gửi tiết kiệm tại bưu điện huyện. Theo chị Hát, ngày 8 tháng 4 và 9 tháng 4 năm 2023, chị đến bưu điện huyện Sốp Cộp để mở sổ hai quyển sổ tiết kiệm với tổng số tiền 350 triệu đồng. Tất cả quá trình gửi tiền đều diễn ra tại quầy giao dịch và có camera ghi lại, kèm theo tờ giấy có dấu đỏ xác nhận đã thu tiền. Tuy nhiên theo chị Hát, sau khi gửi xong, giao dịch viên Vì Thị Thảo báo rằng vì một số nguyên nhân lỗi hệ thống nên chưa thể cấp sổ, hẹn chị lấy sau. Do là khách hàng thân thiết, từng gửi tiết kiệm ở đây nhiều lần nên chị Hát đã tin tưởng nhân viên này. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gọi điện, nhắn tin hỏi thì nhân viên Thảo luôn đưa ra lý do để trốn tránh việc trả sổ. Quá bức xúc, chị Hát đã đến bưu điện huyện Sốp Cộp để phản ánh, nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ và câu trả lời rằng ai lừa đảo thì người đó chịu trách nhiệm. Chị chia sẻ, vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, phía bưu điện có mời tôi lên làm việc và xác nhận rằng cả hai sổ tiết kiệm của tôi chưa được ghi nhận vào hệ thống. Điện nói tôi đã bị nhân viên Vì Thị Thảo lừa với tổng số tiền là 350 triệu đồng, nhưng không đưa cho gia đình giải pháp. Thậm chí, ngay cả khi phía bưu điện tỉnh Sơn La gặp tôi thì cũng không đưa hướng giải quyết, mà chỉ yêu cầu tôi gỡ bài phản ánh trên mạng xã hội vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của bưu điện, chị Hát bức xúc. Cùng cảnh ngộ với chị Hát, 250 triệu đồng tích góp của gia đình chị T cũng không cánh mà bay sau khi gửi tiết kiệm tại đây. Hiện tại không chỉ có hai nạn nhân trên, mà có tới 17 người dân cùng trú tại Sốp Cộp cũng lên tiếng tố cáo đã bị mất tiền khi gửi tiết kiệm tại bưu điện này. Được biết, tổng số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả những nạn nhân nói trên đều gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của Vì Thị Thảo, nhân viên bưu điện huyện Sốp Cộp và có giấy biên nhận kèm chữ ký của giao dịch viên. Hiện Vì Thị Thảo đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng kinh doanh bưu điện tỉnh Sơn La cho hay, với số tiền người dân thông báo mất thì bản thân cơ quan này không thể xác định đúng hay sai, bởi trên thực tế, tiền chưa được nhập lên hệ thống. Còn về việc người dân có biên nhận sau khi đã nộp tiền tại bưu điện, phía bưu điện tỉnh Sơn La từ chối trả lời.